Hai phần ba Nam Bộ đang ngập trong biển nước. Chỉ một vài ngôi nhà cao gần 2 mét mới còn thấy được nóc. Dòng nước chảy xiết đã cuốn đi mọi nguồn sống của vùng đất vốn có khí hậu hiền hòa nhất Việt Nam. Ngày xưa lậu chỗ này là ngang đây là không được. Có chốt với cá cá bự lụng giò Bây giờ hết rồi. Bây giờ cái nước đắp bờ lấp đê hoài đó là ít. Nó dồn cá xuống dưới chân rồi. Thưa quý vị và các bạn, Nam Bộ đang trải qua một đợt ngập lụt chưa từng có trong lịch sử. Diện cũng như mức độ ngập đều vượt quá sức tưởng tượng của giới khoa học cũng như là người dân. Lũ đang dâng cao thì khu vực này lại phải hứng chịu những trận mưa xối xả mà cơn bão trái mùa thủy tinh chút xuống. Nơi vốn ít bão lại có bão to, nơi lũ hiền hòa lại trở thành lũ xiết, một hiện tượng chưa từng xảy ra trong suốt hàng trăm năm qua ở khu vực này. Toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm vựa lúa lớn nhất của Việt Nam cũng như một dọc ven biển gồm những khu đô thị lớn đều bị nhấn chìm trong biển nước nhưng nơi ngập sâu nhất là vùng ven biển. Từ Vũng Tàu trở dài xuống đến Cà Mau, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh đều bị ngập trong biển nước. Và ở đây đã xảy ra sự cộng hưởng của hàng loạt yếu tố thời tiết và hải văn đột biến. Đầu tiên là chiều cường cao tới 1m98, tức là cao tới hơn 20% so với hồi đầu thế kỷ. Và một cơn bão mạnh như bão thủy tinh đã khiến cho nước dâng cao tới 0,8m, tức là cao tới gấp 2 lần rưỡi so với cả năm 2014 cộng với lượng mưa xối xả mà cơn bão chút xuống tới hàng trăm mm thì cả một vùng rộng lớn đã bị ngập sâu. Từ ven bờ trở vào đến sâu trong đất liền 30 km đều bị ngập tới 1 mét rưỡi. Nhìn lại những năm đầu thế kỷ 21 khi chiều cường ở thành phố Hồ Chí Minh mới là 1m68 thì mức nước ngập là khoảng 30 cm. Nhưng nay biến đổi khí hậu đã làm nước dâng thêm, rồi cơn bão thủy tinh lại dồn nước vào và cộng thêm những yếu tố khác nữa thì tổng cộng mức nước ngập ở Nam Bộ đã lên đến 2m và tình cảnh ngầm lụt như thế này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới ở Nam Bộ. Đó là một bản tin giả định của năm 2050 được xây dựng dựa trên những số liệu của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. Thế nhưng thực tế, chúng ta đã phải chịu những hệ quả của biến đổi khí hậu trong suốt hàng chục năm trở lại đây. Biểu hiện chính là những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ở khắp các vùng miền trên cả nước. Năm 2008, Hà Nội trong một ngày mà mưa lên tới hơn 500mm, cả thành phố gần như tê liệt trong một tuần. Còn mùa đông năm ấy, rét đậm rét hại kéo dài tới 38 ngày trên một nửa diện tích Việt Nam, đợt rét dài gấp 6 lần bình thường. Năm 2013, tuyết rơi cả ngày lẫn đêm ở huyện Sapa, Bát Sát và Mường Khương, Lào Cai, có nơi tuyết dày từ 30 đến 40 cm. Phú Yên ở Nam Trung Bộ trong năm 2014 đã lần đầu tiên phải ra thông báo thiên tai hạn hán toàn địa bàn. Tất cả là do mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm đến 590mm. Với đà diễn biến như vậy của khí hậu, chúng ta không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và hãy cùng gặp Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Việt Liễn là một trong những chuyên gia đầu ngành về biến đổi khí hậu ở Việt Nam để biết được những dự báo mới nhất. Thưa ông là thời gian vừa qua thì những cái số liệu đều đã ghi nhận được những biểu hiện của biến đổi khí hậu. Vậy ông nhận định như thế nào về sự biến thiên của cái yếu tố này trong thời gian tới ạ? Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới cũng như của Việt Nam thì cho thấy rằng là nhiệt độ ở Việt Nam vẫn tiếp tục tăng lên và cái mức tăng cuối cùng có thể lên tới từ 1 đến 4 độ C vào cuối thế kỷ này. Điều chúng ta cần quan tâm nữa là nước biển, mực nước biển thì sẽ tiếp tục dâng cao thêm, tăng tối đa tới 1 mét vào cuối thế kỷ này biến đổi khí hậu sẽ tác động thế nào tới thiên tai? Và thiên tai ở Việt Nam thì có thể có nhiều, tôi muốn nhấn mạnh về cái ảnh hưởng đối với bão. Biến đổi khí hậu có thể làm tăng các cái dị thường của bão. Và đối với Việt Nam thì cái vùng mà chịu ảnh hưởng của những cái thiên tai đáng quan tâm là Nam Bộ nước ta. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. À, sinh tồn và phát triển ổn định như thế nào trong điều kiện sống thay đổi là câu hỏi luôn được đặt ra. Ngay từ bây giờ thì Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho mình những giải pháp. Với bờ biển dài hơn 1.700 km, biện pháp đầu tiên xây dựng hệ thống đê biển và duy trì rừng ngập mặn mới có thể chịu được nước biển dâng cao. 22% GDP của Việt Nam là nông nghiệp, thay đổi cơ cấu cây trồng, phân bố lại các vùng đất canh tác là giải pháp quan trọng thứ hai. Xây dựng một môi trường xanh, bảo vệ rừng là quyết tâm của cả cộng đồng. Biến đổi khí hậu đã tác động đến cuộc sống của từng người câu chuyện ứng phó và tìm kiếm giải pháp linh hoạt cho những biến đổi mới, rõ ràng không phải là của riêng các nhà khoa học, các nhà quản lý, mà đó chính là câu chuyện của chính bạn, của tôi và của tất cả chúng ta. Well now, that is a super sobering view of what could happen if we don't address climate change in a timely fashion. I am Cristiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Fortunately, the vision of a future Irreparably harmed by climate change does not have to come to be. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable climate neutral future. I ask you to join me and the Climate Change Convention, to join WMO and the entire UN family, and join the many, many people worldwide working towards a climate safe future. By acting together, we can safeguard a stable future and open untold opportunity. By acting together, we can make the world a better place for every man, for every woman, for every child today and for generations to come.